Nhắc tới Chi Lăng, không ai là không biết tới các địa danh đã gắn liền với lịch sử hào hùng của dân tộc như Quỷ Môn Quan, Lũy Ngõ Thề, Núi Mã Yên. Ngày nay, khu di tích lịch sử Chi Lăng đã được xếp hạng di tích quốc gia, gồm 52 điểm di tích, trong đó 24 điểm được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt. Lối vào cửa ải phía Bắc có tên Quỷ Môn Quan. Đây là cửa ải quan trọng bậc nhất, gắn liền với lịch sử chiến tranh vệ quốc hào hùng, với những chiến công vang dội của dân tộc Việt Nam chống lại sự xâm lược của các triều đại phong kiến phương Bắc. Đây cũng là địa điểm đầu tiên khi du khách tiến vào hành trình khám phá cụm di tích ải Chi Lăng lịch sử. Hôm nay thì chị sẽ giới thiệu cho em về một cái điểm di tích lịch sử Chi Lăng mà chắc hẳn mọi du khách đến với Chi Lăng thì ai ai cũng đều biết đến một cái địa danh lịch sử nổi tiếng của dân tộc Việt Nam ta, đó là cửa ải Chi Lăng hay còn được có tên gọi là Quỷ Môn Quan. Ải Chi Lăng là một cửa ải nhỏ hẹp hình bầu dục, đầu thắt chặt ở phía Bắc chính là cái cửa ải Quỷ Môn Quan, và ở đây được ví như là một cái nút cổ chai. Khi mà quân giặc đến đây rồi thì chúng không còn đường nào để mà chạy thoát. Đi qua lối vào Quỷ Môn Quan là lần lượt các điểm di tích chạy dài dọc theo quốc lộ 1A. Lũy ải là phần thành lũy được lắp bằng đất nhằm chặn lối rút lui của quân địch. Lũy ải đến nay chỉ còn lưu giữ được một phần dấu tích với thành đất cao khoảng 5 đến 7 mét. Chúng ta đang đứng đây chính là lũy ải Chi Lăng. Đây là một chiến lũy được ông cha ta đắp bằng đất, và chiến lũy này thì bắt đầu từ dãy núi đá Cai Kinh và chạy dài cho đến núi Thái Họa, dãy núi đất, và có chiều dài là 5 km. Và chiến lũy này thì ý nghĩa của nó là ông cha ta đắp lên để ngăn chặn bước quân thù, không cho quân thù đi con đường nào khác, buộc chúng chỉ đi theo một con đường cái quang, con đường độc đạo của ta. Trong cụm di tích ải Chi Lăng, ngoài các địa danh là dấu tích trong các trận đánh lẫy lừng năm xưa, còn có một nơi thờ những người lính trấn ải đã chiến đấu anh dũng bảo vệ cửa ải Quỷ Môn Quan, phá tan đội quân xâm lược nhà Tống, và là nơi ghi dấu vua Lê Đại Hành làm lễ tấn phong cho các nghĩa sĩ đã xả thân vì nước. Đó là đền Quỷ Môn, hay còn gọi là đền Quan Trấn Ải. Với tuổi đời gần 600 năm, đền Quỷ Môn vẫn là nơi sinh hoạt tín ngưỡng tâm linh của nhân dân trong vùng và du khách thập phương. Cuối cùng, điểm dừng chân đặc biệt nhất trong chuyến hành trình không phải một di tích hay địa danh lịch sử, mà là nơi du khách có thể có được cái nhìn bao quát nhất về vùng đất Chi Lăng lịch sử này. Hôm nay chị sẽ giới thiệu với em là nơi mà em đang đến đây chính là nhà trưng bày chiến thắng Chi Lăng. Nhà trưng bày chiến thắng Chi Lăng thì được trưng bày theo 3 mảng chủ đề chính. Mảng chủ đề thứ nhất là giới thiệu về mảnh đất con người, và mảng chủ đề thứ hai là Chi Lăng qua các thời kỳ lịch sử, và cuối cùng là mảng chủ đề thứ ba, Chi Lăng phát huy truyền thống hội nhập và phát triển. Đây là các cái hiện vật di chỉ khảo cổ học được tìm thấy tại Chi Lăng đấy ạ. Như là đồ gốm mảnh tước đấy ạ. Tiếp theo chị giới thiệu với em, đây là mô hình trận chiến Chi Lăng năm 1427. Tướng giặc Liễu Thăng khi lọt đến cửa ải Chi Lăng thì đã không còn đường để mà chạy thoát, bởi vì ải Chi Lăng chỉ có một con đường cái quan độc đạo duy nhất. Và ải Chi Lăng thì được ví như là một tấm cửa lim vững chắc của kinh thành Thăng Long trong việc chặn đứng các cuộc viễn chinh của quân xâm lược phương Bắc. Với những câu chuyện lịch sử hào hùng, những địa danh đã đi vào truyền thuyết, trải qua bao nhiêu thế hệ, ải Chi Lăng vẫn luôn là thành lũy vững chãi của non sông Việt Nam.